Vâng, và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 1 thì khu vực miền Bắc sẽ đón một đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thì hạ thấp, vùng núi có nơi là dưới 2 độ. Vâng, và đợt rét lần này thì được nhận định là đợt rét cắt da cắt thịt ở miền Bắc, và người dân thì cần chú ý cẩn trọng để đảm bảo sức khỏe của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia khí tượng đánh giá về đợt rét đậm, rét hại lần này trong thông tin dưới đây của chúng tôi. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sau có thêm không khí lạnh tăng cường, dự báo thời tiết ở các tỉnh miền Bắc từ chiều tối và đêm ngày 20 tháng 1 chuyển rét, từ ngày 22 tháng 1 trời chuyển rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đối với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi thì ngoài cái rét thì còn kèm theo cái mưa vừa, có nơi mưa to. Tuy nhiên thì với cái mức nhiệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi thì không thấp như là các tỉnh Bắc Bộ. Đối với cái khu vực trên biển thì chúng tôi cảnh báo là khu vực Vịnh Bắc Bộ và các khu vực Bắc Biển Đông có khả năng có cái gió cấp 6, cấp 7 và có khả năng giật cấp 8, cấp 9. Với đợt rét sắp tới, do cường độ của đợt không khí lạnh là rất mạnh nên chuyên gia nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở khu vực vùng núi có khả năng xuống dưới 7 độ, vùng núi cao có thể xuống sấp xỉ 0 độ, vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội có khả năng xuống mức 8 đến 10 độ C. Thông tin về thời tiết Hà Nội, nhiệt độ có thể xuống đến 5 đến 6 độ cũng là một phương án có thể xảy ra.